Chào các bạn nha. Hôm nay thì mình đi về quê của mình ở Bến Tre. Thì Bến Tre thì có mấy bãi biển rồi. Chúng ta có như là Phú nè, Đại nè, Ba Tri nè. Hôm nay quê của mình thì nó gần gần đó, nó có cái Ba Tri ở đây, nó cũng là sản ngầu. Thì vực bây giờ mình tìm được số hải sản để làm biết cua hay là hải sản khác, không biết ở đây nó có cái gì để trong buổi chiều rồi. Thì bây giờ là trên đường mình đi nha, bây giờ mình đi thẳng đi xuống đó rồi mình tính. Đây là con đường mà bước vào cửa ngõ Ba Tri nha. Nó ở trước nó có cái tượng đài nha. Bên kia bên tay trái nè, cái này nè, mình quẹo vô bên trái nè. Mình quẹo vô bên trái này nè, đó. Thì là đường về hình như là cái gì? Cái gì đó? Phú Lễ nè, cửa ngõ. Tí xíu nữa mình đi có thể mình đi vòng cho mấy bạn biết là được một cái quán, đó là cái quán cá lóc nướng ở Ba Tri, rất là ngon nha. Cái con cá nó nướng lên nó cái da nó vàng ngực, rồi mấy bạn nướng không được đâu, chắc chắn luôn. Mình nướng nó đen thùi lùi, rồi mình gỡ ra thì cái thịt nó trắng tươi, còn cái này nó khi mà nó dở nó tróc cái vải nó ra là nó vàng tươi luôn. Rồi người ta rẽ cái gì đó, cái mỡ hành lên rất ngon. Bây giờ mình sẽ đi vòng ở đây cho các bạn biết luôn, mình sẽ chỉ cho các bạn cái quán đó. Các bạn muốn ăn thì sau này mà có đi ngang Bến Tre ghé. Ở đây nó có quán cá lóc nướng cây táo nha, cây táo nè, nó nằm bên phải nè, nó nằm bên phải nè, đây 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 đây, nó nằm bên phải nè, từ từ nha. Và nó có hai bên luôn, một bên cái cá lóc nướng cây táo thì nó ngon hơn và nó có chỗ đậu xe luôn. Đây 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 đây, từ từ bên này quả chưa trời rồi nha, đâu rồi, đây 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 đây, bên tay trái có một quán nha, bên tay phải có một quán nè. Đây 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 đây, đây. Thấy không quý vị, đó, số điện thoại có luôn đó, thấy không? Đây, đi 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 nha. Ở trong này nó có cái khủng số hết rồi mấy bạn ơi. Đây có cái cô này bán ngon lắm, có nghêu, có sủi, cua trên đây có cái gì không, đây là ốc, cô biết có cái gì, đây có hàu, đây có hàu không anh? Đây hàu này nhiêu ký anh? 40.000. Đây là hàu to nhất rồi anh. Cái này cái gì đây, ốc, ốc, ốc này ốc gì? Cái này ăn sao anh? Nướng quá hành hả? Cái này là ốc mỡ hả? Ốc mỡ anh lấy cho em cái này đi. Bao nhiêu ta, lấy cho em 40 con đi. Có người nào xách lên phụ em không ạ? Ở đây nè, kế bên trên này, xe em đậu trên này. Cái gì? Rồi lấy cho em cái này, con này ăn ngon không? Con này bao nhiêu một ký? Lấy cho em 2 ký thôi, ký thôi, ký thôi, ăn thử cho biết chứ em chưa ăn cái này. Vậy dọc dọc mình thiên nhiên đây nè.
Ở đây mình có ốc cái gì đó, cái ốc kia. Không phải cái ốc ốc dừa á, có không? Dừa, ốc dừa không có. Coi cái này là cái gì đây. Sò dặn hả? Cái này bao nhiêu một ký? Cũng giá à. Giá 40 luôn hả? Cái này nó sao nó hả hỏng vậy? Nó là nó tươi phải không? Ờ, nó tươi á. Nó tươi nha các bạn. Thì lấy cho em 5 con này đi. 5 con thôi, nhiêu tính nhiêu. Em không ăn. Bỏ vô với dẹo thôi, dẹo. Bỏ vô đó chung em. Bỏ chung với dẹo con đưa đây nghe. Bỏ chung. Giá 5 con bự bự á chị. Lên theo em dùm. Ăn đã luôn. Rồi xong. Về nha. Về mình làm nha. Bỏ nước đá vô đây nha mấy bạn, là mình bỏ nước vô xong sau đó là mình mới bỏ ra con hàu, nó tự mở cái miệng lên đó, bắt đầu mình cạy thôi. Chậu mình đang rửa hàu nha. Hàu đây nó to, cái thứ hai nữa là nó rất là mập nha, tại vì hàu dưới biển đem lên là xong sau đó là đem ra bán luôn chứ không có đi đâu hết, nên là không có sợ hàu nó ốm nha. Thêm nước đá các bạn, không đủ nước đá rồi. Chuẩn bị lên dĩa. Mình rọc ở trên nha, ở trên trên đúa nó có cái chậu á, cái còi của nó, mình làm vậy xong rồi mình tách ra đó, rọc dễ dàng đó. Cái này phải giết nha anh chị, nếu anh chị không thích thì cho con mình xem thì đừng cho xem nha, tại vì phải ăn là phải giết thôi chứ không phải là hát nha, tại vì này là đồ ăn thì mình phải chịu, rồi mình phải giết nó, đâm ngay cái yếm nó để cho nó chết, chứ không thôi là khi mình gỡ ra nó cắn mình. Nó không phải giống như cua huỳnh đế hay là những loại cua khác nó hiền đâu. Rồi, có ở chơi không? Anh về hả? Không ở chơi? Không có về hả cậu? Cái mưa gió rồi. Đâu anh về? Anh về tỉnh rồi, cái vụ đó ấy mời rồi, cái gì rồi. Bà tái quá nè, dừa này có chút. Gì vậy con? Luộc chứ, hấp nước dừa chứ đâu phải luộc dừa đâu. Nhiều nước dừa. Hai trái được rồi. Sợ ít nước bánh cháy. Ngon, tốt. Đang đỡ đi, dừa nó cái than bằng những cái dừa thì nó cháy, nó nướng ngon hơn, nó không có hỗn như là cái than bình thường. Rồi cháy rồi, cháy rồi, cháy rồi. Chuẩn bị. Nướng hoa hành, nướng phô mai. Cứ nhiều nhà lắp ra tới sông. Chơi này là chơi dầu hào nha các bạn. Rồi, mỡ hành đã xong. Bỏ con mai lên.
Phô mai thì mình làm thêm miếng đường nha anh chị, cho nó ngọt ngọt chứ để ăn béo quá nó nghe. Hàu nướng bữa hành chín để mà đừng có để cho nó chín quá không ngon. Hiền ơi, ở đâu ngon ra gấp giùm cái đây. Gấp đi. Ủa? Ừ. Rồi xong sau đó giờ mình để không mới về không. Này nha. Đậu phộng cho nó béo. Mỡ hành, đậu phộng. Rồi, chín rồi. Tết là có tiền đủ ngoài ta đặt bài. Biết mình ăn hết không? Cố gắng thôi. Này là hàu nướng mỡ hành. Ha, hàu cô Mai. Chính lấy giùm con cái muỗng đó Chính.
cô này cô được cái hấp dẫn nhiều. Anh nấu thử rồi, anh biết không? Gạt nhiều ha. Nó giống cơm luôn quý vị. Cơm rất là nhiều nha. Cái này nó muốn lột rồi. Nó không phải gạch đỏ mà nó là gạch kiểu gạch son á, cái gạch mà cớm nó sữa không. Tới đổ món cho đỡ nhá. Dắt cái này vô. Rất là mặt và sữa nhiều nữa nè. Cái này mình quay ở nhà ngoại mình, hôm nay có đông người nên có gì các bạn thông cảm nha.
Cua này thịt chắc lắm nha. Cua này nè, nó rất là chắc thịt. Video clip này là làm để quay chơi thôi, tại vì hôm nay nhà của cậu mình có đám sinh nhật nên là mình ghé đây còn quay. Thì nếu bạn cảm thấy thích hơn về video mình thì like, share rồi like rồi chia sẻ với mình nha, mình có động lực làm thêm. Và đi khách xin chào và hẹn gặp lại nha, cảm ơn gia đình.